Một lon coca có thể gây ra sát thương bao lớn. Người đàn ông này cầm lon coca, đổ hết toàn bộ lên quả trứng vàng đính đá quý trị giá tiền tỷ này, mà quả trứng vàng này lại bốc khói, sau đó biến thành màu đen và bị ăn mòn, trở thành một đống nát vụn, vàng mà biến thành nhựa, bị đánh cháo rồi chứ gì. Bảo vệ nhanh chóng ấn nút báo cảnh sát. Lúc này trong nhóm người có một bóng dáng quen thuộc xoẹt qua, may là John phản ứng nhanh, lộn người vội vàng đuổi theo. Người trộm trứng được gọi là Booth, hắn không hề hoảng hốt mà thay bộ đồ tây màu đỏ, bảo vệ từ từ chạy qua hắn. Mà nữ thám tử này vừa coi xong phim Free Guy, trong biển người vừa nhìn một phát đã nhận ra Booth. Không còn cách nào, Booth chỉ đành ném bom khói. John và Booth lướt qua nhau, hai người bắt đầu trò chơi mèo bắt chuột. Booth nhanh nhẹn lanh lẹ, rất nhanh đã cắt đuôi được John. Tay chân thoăn thoắt leo lên giàn giáo, khiến bảo vệ phải xoay như trong chóng. Khi Booth nghĩ rằng mình đã tẩu thoát thành công thì bị John ôm lấy, hai người nhảy ra cửa sổ. May mắn đã đứng về phía Booth, hắn thả hai tay ra, rơi xuống tự do theo đường ống, an toàn tiếp đất. John thì chịu lỗ hơn do da dày thịt béo. Màn đánh nhau chuyển xuống đường, Booth không nói nhiều liền nhảy xuống. John cũng nhảy xuống theo. Anh vốn tưởng rằng mình lái xe sẽ nhanh hơn người ta một bước, nhưng đâu biết rằng mới lái tí đã đâm phải rắc rối. Màn truy đuổi quốc tế này, cuối cùng Booth cũng đã xa lưới. Trứng vàng cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, được vận chuyển trở về trong tay cảnh sát. Nhưng khi John chuẩn bị về nước thì Dad cầm quả trứng đến trước mặt anh. Sau đó quả trứng lại bị đánh cháo lần nữa. John bị quy tội làm mất quả trứng, lên trực thăng ngay trong đêm, bị đưa đến nhà giam trên núi tuyết. Mở cửa nhà giam ra thì trùng hợp quá, John và Booth vốn đối đầu với nhau nay trở thành bạn tù. Booth nói với anh trứng vàng là bảo vật Ai Cập, tổng cộng có 3 cái, chỉ cần tập hợp đủ 3 cái tặng cho nhà giàu Ai Cập xem như quả chúc mừng hôn lễ sẽ có được vinh hoa phú quý. Vừa nói xong, hai người Đức áp giải đến phòng của cai ngục trưởng. Bình tĩnh nhìn lại, trước mặt họ xuất hiện một cô gái còn trẻ, thế mà lại là nữ siêu trộm thế giới, giang hồ gọi là The Bishop. Cô ta chính là người đã đánh cháo quả trứng, cũng là người gửi 80 triệu đô la cho John, giá họa cho John khiến anh vào tù. Mà lúc này cô ta lại đề nghị liên thủ để cướp quả trứng còn lại. Vì Booth đã giấu thân phận thần bí của mình, chỉ có anh ta biết quả trứng thứ ba đang ở đâu. Bye. Don't miss me too much. Muốn trốn thoát khỏi nhà tù có mực nước cao nhất thế giới, tổng cộng cần mấy bước? Bước 1, sưu tầm xà phòng lúc rửa chén. Bước 2, lấy dầu trích xuất từ xà phòng đặt vào máy sấy khô. Bước 3, trốn sau tủ nghe tiếng. Bước 4, lợi dụng cơ bắp của John để phá chuông báo động. Bước 5, Booth lấy thẻ IC trộm được thừa lúc náo loạn, mở cửa ra tù. Bước cuối cùng, nhẹ nhàng lấy ra một hòn đá mấu chốt. Booth đã lên kế hoạch làm thế nào để trốn thoát, nhưng lại không suy nghĩ đến làm sao để xuống núi. Booth và John chỉ có thể cẩn thận đứng bên vách bờ biển. Chỗ cao như thế, ngã xuống chắc chắn không toàn thây. Nhưng may mắn là, hai người đã thành công leo lên trạm gác. Sau khi giải quyết xong người trực ban, chỉ cần khởi động trực thăng là có thể lấy lại sự tự do. Thế là hai người chia nhau ra hành động. John phụ trách ngăn cản sự tấn công của cai ngục, Booth thì cướp trực thăng. Làm qua làm lại, trực thăng thật sự bay được rồi. Nhưng mà John bên này lại bị RPG khóa chặt lấy. Nhìn biển lửa dưới chân mình, Booth buồn 3 giây, định bỏ đi trước. Nhưng John đã leo lên như một kỳ tích. Đột nhiên còi cảnh sát vang lên, RPG lại cắn chặt họ lần nữa. Làm sao đây? John mở cửa trực thăng ra. Đi mày! Hỏa tiễn bay xuyên qua máy bay, phát nổ trong sự trầm mặc. Đã cùng nhau vượt qua núi đao biển lửa, hai người đã nảy sinh tình bạn bền chặt. Họ quyết định lái trực thăng đến Tây Ban Nha, đến bữa tiệc của Vo, lấy quả trứng thứ hai trước rồi tính sau. Mà lúc này Vo đã khóa quả trứng tại kho vàng cá nhân của mình, cần phải hack ngụy trang khuôn mặt rồi phục hồi vân tay mới có thể an toàn vào trong. Kế hoạch của họ đã xong, nhưng không ngờ tại đêm vũ hội mặt nạ lại gặp phải The Bishop. John dứt khoát tương kế tự kế, kéo người vào trong lòng mình. Tiếp theo đây là màn khiêu vũ đẹp mắt và nó đã kích thích tình hiếu thắng của Vo, từ đó họ nhẹ nhàng lấy được dấu vân tay. Tiếc rằng sức quyến rũ của John không đủ, The Bishop không chỉ không rung động mà ngược lại còn ra tay trước. Bộ dạng cầm cây thương của cô y hệt như nữ thần chiến tranh vậy, đánh đến nỗi hai người đàn ông không trở tay được. Khiến người ta ngạc nhiên hơn là thế mà The Bishop lại chung phe với Vo, chính cô ta đã lập âm mưu để bắt Booth, muốn moi tin quả trứng thứ ba từ anh ấy. Vo vui gần chết, hắn đưa John và Booth xuống sân đấu bỏ dưới lòng đất, khen nghệ thuật hành vi cao siêu của The Bishop, nhưng không ngờ hắn vừa uống một ngụm champa liền lăn ra đất mà chết. Thì ra cô ta đã lừa dối, The Bishop muốn một mình húp trọn quả trứng vàng. Cửa mở ra từ dưới đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Con bò trong sân đấu cũng ngây ra, hai người đàn ông này ở đâu ra vậy? Sự tức giận của con bò cũng trỗi dậy, nó húc về phía John. Booth kêu anh ta mau tránh ra, cặp sừng của nó quá nhọn, nếu mà bị đâm trúng, sợ rằng tốn nhiều băng gạc lắm đây.
cuộc bỏ chạy lần này dù sao cũng đã cứu hai người một mạng. Bút và John may mắn trốn thoát. Họ ngồi trên chuyến tàu đi về miền Tây, tình bạn cách mạng giữa hai người càng thêm bền vững. Lúc này Bút nhớ đến di vật của cha mình, một cái đồng hồ cũ móc meo. Mặt sau của nó ẩn giấu con số kinh vĩ tuyến, nếu đoán không lầm, đây chính là vị trí của quả trứng thứ ba. Và như thế hai người đã bắt đầu hành trình đi đến rừng Nam Mỹ. Đi vòng vòng 9.981 ngày trong rừng Amazon, cuối cùng đã tìm được lối vào. Căn phòng ẩn dưới lòng đất, nơi đây chất đầy của cải của quân Đức từ Thế chiến thứ hai. Quả nhiên trứng vàng cũng nằm trong số đó, nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là vốn dĩ nơi này không có bóng ma nào, thẻ Bishop bỗng nhiên xuất hiện, Dad cũng xuất hiện, ba bên hỗn chiến một trận. Trong chớp mắt đạn bay từ phía, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, thẻ Bishop vì muốn bảo toàn tính mạng đã tạm thời liên minh với John và Bud, lái xe xông qua thác nước. Dad nhìn thấy vực sâu thẳm, cũng không biết người đã chết hay bị thương thế nào, đành từ bỏ truy đuổi. Mà ba người đã vượt qua nạn lớn, nhưng không chết, không bị thương gì cả và bò lên bờ. Nhìn thấy thẻ Bishop ướt nhem, Bud cười cười. Bạn tôi không thu bất kỳ phí nào cả, anh ta sẽ tặng cô một chuyến đi tù chung thân. John ở bên cạnh không nói gì, đi thẳng đến bên cạnh thẻ Bishop, sau đó. Vào giây phút đó nụ cười của Bud đã biến mất. Thì ra John và thẻ Bishop chính là cặp đôi thụt két. Nhớ đến những sự trùng hợp trước đây, tất cả đều là màn kịch của John và thẻ Bishop. Hối hận đã không kịp rồi, Bud bị còng lại với cái cây. Nhìn thấy thẻ Bishop cướp đi bạn đồng hành của mình, anh đã rơi giọt nước mắt cam chịu. Nhưng bạn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Không, lại quay xe lần nữa đây. Khi John và thẻ Bishop đang tận hưởng gió biển thổi qua, tưởng rằng nửa đời sau chỉ cần sống trong giàu sang thôi, thì Bud rất không biết điều mà xuất hiện. Anh đưa ra câu hỏi lựa chọn cho đôi tình nhân này. 1. Đóng băng tài sản cá nhân, cút về nhà giam. 2. Ba người tạo thành liên minh, đi thụt két bảo vật thế giới tiếp theo. Mọi người đoán xem họ sẽ lựa chọn thế nào? Bộ phim của Netflix đến đây cơ bản là đã hạ màn, liệu sẽ có phần tiếp theo hay không thì vẫn chưa biết. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại vào video tiếp theo.